tuyến tốt chưa? Okay.
Thank you.
thôi. Ờ, cứ thế thôi. Chút để cho nó cồn mất. Thế đấy. Cho Phương với cả Thanh nhìn mấy mũi vậy. Quá anh phải luôn nhá. À, tôi làm ra đây. Xong để thế anh, bọn anh chiến đấu với tay cầm xong này. Phương vừa ra đây, để hết rồi. Đóng rồi. Cho cái cặp thi đấu này. Đấy, đóng em cửa. Đấy, đấy, xong đánh trận bên đấy. Rồi, được. Đúng rồi, đánh trận bên này anh. Thế bọn kia sang đi. Bằng với cả Vĩnh ra đi. Bằng Vĩnh ra đi. Bằng Vĩnh ra đi. Anh với cả Phương. Rồi. Đấy, cả Phương với này, Phong với này, Vĩnh, Phương với Bằng này. Phương với Thành có 100, ai theo không? Chả biết bảo hết đi nào. Đi, cả bảo đi đã. Tức là Thành với lại Phương đang chơi 100 bài nhỉ? Không rồi. Thành với cả Phương là bên chỗ, Thành với Phương. Cứ thế thôi anh ơi, cứ nhẹ nhàng thôi, bây giờ nó không chơi mạnh. Ai đi đầu đi. Không, không, Phương bên trái vẫn chưa nhìn thấy tiền. Đang đi theo Phương Thành 100 đây. Phương Thành với ai? Phương Thành với lại Phương Bình Gỗ. Không, theo Phương Thành 100. Phương Bình Gỗ. Phương Thành có 200 rồi. Đây, theo Phương Thành 300. Cơ bạc một vặt là. Tiếp tục đi. Cơ bạc một vặt là. Tiếp tục xuống đi. Anh Bình luôn. Không khí nó mà có vấn đề gì anh em bảo là nên. Đấy anh em ơi. Chưa anh. Coi thường anh em mình thôi, vẫn cảm giác được anh em mình. Ai? Chắc là Phương với lại mình cũng đi. 3-4. Anh em. Anh à? Anh à? Anh chưa, từ từ. Anh chưa phát đây là ai nhỉ? Rất là nhiều tiền để trả lại rồi. Thế bây giờ 3-4 thì phải thuận chứ. Phát đầu tiên. Anh chưa rồi. Đến anh là đúng rồi. 3-4. 2-5. Thế thì lại có game rồi. Game cái gì? Có sang đánh ấy. Không có gì nó đuổi về rồi. Không có cả cờ bạc một bàn rồi. Đuổi về hết rồi. Đuổi về hết rồi. Quá lẹ thừa. Thế thôi. Không đầu con này. Này. Ít phong nuốt đi. Để em đánh cho 100 bên đây Cương. Dạ. Ôi anh ơi, chuyên mình chờ mấy mà. Chưa cho theo hết bên này rồi. Xong rồi, anh kia chuyên phải về tiền rồi, tập trung vào em bọn đánh kiếm vào đây đi. Không kiếm được, kia đâu đánh kiếm vào đây đi. Bọn mẹ luôn. Tiếc quá. Thôi bỏ đi anh ơi. Không con rồi đấy. Đúng ý rồi. Có chủ thế, bay rồi. Làm ba. Rồi. Đây. Thế nó mới sướng. Tỉnh tính của anh. Quả đẹp. Nó bồ đấy, chỉ kéo tay nó. Đứng bóng đen sang bên kia. Nghe cái người, cứ đây hề cường phải đúng không? Sắp sắp được 2 giây. Mày hết cửa thôi em ạ. Điền đây này, Phong với Vĩnh này, Cường với cả rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ mình chơi nhanh, anh cứ nhìn chơi cho em. Anh không đừng, anh đừng quái lại làm gì. Cứ chơi nhẹ. Anh quay lại là anh bị chân mình. Rồi, ok. Đó, nó
mách với dưa anh trái quay chủ đéo gì. Không phải, phải tay là quả nào đó vô được. Quả là trái anh, quả là trái mà. Quả trái mà anh. Quả trái mà anh. Quả trái mà anh. Quả trái mà anh. Rồi, đánh xong quả đấy, phải đánh xong. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh bỏ anh vừa hết đấy. Nên là mà gần gắt em ạ. Tập trung vào đó ạ. Mình đang thắng mà. Thắng ở đâu? Vô hết thì nó còn dưa này dưa sau. Rồi. Bốn giờ này nó cũng thầy hùng coi mặt mình ấy. Anh cầm dây anh ấy. Anh cầm dây. Anh cầm dây anh ấy. Quay lại luôn này. Quả này không thể ngoài được. Anh bắn lại bóng 2. Quả anh thế. Bắn lại bóng 2. Bí nó bảo vẫn quay của này nhá. Rồi. Đấy anh cho vào rồi nhá. Tập trung về anh ta. Anh bột đấy. Chân chân. Chân. Anh bột chuyên vào này. Bồ của gì? Đây đây đây. Bồ của gì? Nát ăn của chỗ bồ được. Thank you.
em. Thôi, 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 thôi. Rồi, nhắc lại không được. Rồi, nhắc rồi. Lại không được. Rồi, nó tức rồi. Mai rồi. Mẹ mình đang muốn. Tao nha.